Rồi hello anh em, thì chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình không dự định làm clip đâu, nhưng mà do mình đang đi hàng hấp giống á, mình đánh nữ hoàng mà bây giờ tem out hết rồi, thì giờ còn có một mình thôi. Thì bây giờ mình coi như là mình làm thử thách một mình solo với con này, thử solo nổ không nha. Thì mình hiện tại là 95k7 đó, thì bây giờ mình đang solo với con boss đây này. Thì solo để và là mình làm ra clip để cho anh em sau này, ví dụ như những anh em mà lực chiến cỡ này á, vô mà nó có vô mà ví dụ có ao hết á, thì anh em có thể solo được. Thì đây đó, giờ đang solo đây, mình đánh liên tục một mình đánh hơi khoai ấy. Đó thì anh em coi thử mình đánh con boss này trong vòng bao nhiêu phút nha, trong vòng bao lâu xong. Rồi thì sau thời gian 13 phút mình đánh kể từ lúc mới nãy, còn một mình tới giờ thì mình đánh boss gần chết rồi anh em. Thì anh em vẫn có thể solo boss được nha, ví dụ như lực chiến cỡ mình thì vô vẫn đứng solo boss tốt, không sao hết. Bữa sau nếu mà lỡ anh em đang đi mà có tem nó ra thì anh em vẫn cứ ở lại anh em đánh đi bình thường, không sao cả. Thì mình cũng gọi là mình làm thử thách thử để coi được bản thân mình có solo được không. Thì solo được thì mình cũng
Xin chúc cho anh em xem video vui vẻ nha. Và nếu thấy hay, thấy có ích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.